Xin chào các bạn đã đến kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ làm một video clip so sánh chi phí phát sinh giữa xe điện và xe xăng. Coi xe nào sẽ lợi hơn, nên mua xe điện hay là xe xăng lợi hơn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ ví dụ cái con Bullitt S VinFast mình đang đi ha, mình đang đi con này nên mình ví dụ luôn. Hiện giờ con này là mình đã đi được 3.000 cây trên 2 tháng ha, thì là mình một tháng mình đi được khoảng là 1.500 cây đi. Chiếc xe điện này theo công bố của nhà sản xuất á, là một lần sạc đầy á sẽ đi được 200 cây, nhưng mà thôi mình cho là đi 100 cây trên một lần sạc thôi nhé mấy bạn. Mình cho tối thiểu đi, tại vì cái một lần sạc đầy đi sẽ được sẽ rất là đi được sẽ nhiều hơn. Tại vì mình có làm một cái video clip test cái đi chế độ hỗn hợp, đi theo chế độ thông thường của mình á là đi được khoảng 140 cây trên một lần sạc ha. Đi theo chế độ hỗn hợp đi thông thường. Các bạn có thể là coi video clip này ở ở trong cái kênh của mình ha, mình test đi tối đa bao nhiêu khi mà đi theo chế độ như vậy. Thì mình chỉ cho là 100 cây thôi. Thì vị trí là mình đã sạc được 30 lần ha, mình lấy 30 lần trên 2 tháng nha. Thì mình lấy 3.000 này mình chia cho 100 này thì được sạc 30 lần. Mỗi lần sạc á thì mình sẽ mất là 3 cơ số điện nha mấy bạn. Mất 3 cơ số điện. Và giá điện mình cho cao nhất đây là 3.000 trên 1 kW nhé. Thì nghĩa là một lần sạc đầy của mình á thì mình sẽ mất là 9.000 nha, 9.000 cho một lần sạc đầy. Đó, mình cho cao luôn. Thật ra là không đến 9.000 đâu nha mấy bạn. Vậy là 30 lần sạc này nè, 30 lần sạc này thì mình sẽ mất là 270.000 trên 2 tháng ha. Thì vị chi là một tháng mình mất là 135.000 thôi. Đó. Rồi mình làm cái bảng này. Thì để mình so sánh theo từng tháng ha, năm và 5 năm. Rồi một tháng thì mình đi mất là 135.000. Rồi thuê pin. Tại vì đi xe pin đi xe của VinFast á hiện giờ là phải là thuê pin nha mấy bạn. Mặc dù là mình đang là xe mình mua mình được đang miễn phí 1 năm thuê pin, nhưng mà thôi mình cứ tính vào đây cho nó đúng. Đây mình sẽ cho mấy bạn coi cái chế độ thuê pin của VinFast ha. Đây cái gói mình sẽ nói cái này sau. Đây mình kể từ ngày 22 tháng 10 năm 2022 ha, thì VinFast đã điều chỉnh cái chính sách thuê pin dành cho những xe này, thuê On S này, Vector S này, La La S này, Blitz S này, Evo này. Đó. Rồi thì mình sẽ nói tóm gọn là kể từ ngày này thì ai mua xe á, thì chỉ có một gói thuê pin thôi là 350 trên một tháng ha. Và không có giới hạn quãng đường di chuyển. Đó. Mỗi lần nói chung là mất một tháng là mình mà các bạn mất 350 ha. Còn mấy bạn nào á mà mua trước cái ngày 22 tháng 10 á thì vẫn còn cái gói thuê pin linh hoạt này là chỉ mất 189.000, nhưng mà bạn chỉ được đi tối đa đến 500 cây thôi nhé. Nếu mà bạn đi hơn á thì mất một cái khoản phụ phí này này 374 đồng trên một cây số ha. Đó, các bạn mua trước ngay ngày đó thì sẽ có cái gói này.
Còn nếu mà sau ngày đó thì nó chỉ còn một cái gói này thôi, gói cố định này thôi là 350, và đi không giới hạn ha, muốn đi thả tên nhiều thả. Rồi mình không bàn sâu về mấy cái phí chuyển đổi này nhé, mình chỉ nói về cái mức thuê pin hiện giờ, mức thuê pin hiện giờ nhé là 350. Rồi đây nên mình để luôn là 350 một tháng luôn. Rồi thì một năm á, thì mình đi mất 1.620 ha, mình lấy 135 nhân 10 12 tháng là 1.620, thuê pin cũng vậy luôn đó. Rồi cái chi phí hố hao này là gì thì tại vì mình thấy là xe điện á, là nó không có thay dầu thay nhớt gì hết. Chắc nó, mình nghĩ chắc là nó hư lặt vặt, là điện đóm lâu lâu bị hư hoặc là bể bánh xe xì lốp gì đó, thì thôi mình cho hẳn 500 năm đi đó. Chứ mình hiện giờ mình chưa biết cái chi phí phát sinh này nó như thế nào, mình nghĩ là nó không có nhiều đâu. Thì tổng cộng một năm á, là 6.320 ha, còn 5 năm thì tiền điện á, là 8.1 triệu, còn thuê pin là 21 triệu. Thuê pin này nó hơi bị nhiều ha, đó với cái chi phí khấu hao khác này, tổng cộng á, là chi phí trong vòng 5 năm là 31.6 triệu ha. Rồi về phần xe xăng thì sao? Xe xăng thì mình lấy mình cũng so sánh bằng km mình đang đi đi nhé. Đó 3.000 trên 2 tháng ha, thì cũng là 1.500 trên tháng. Thì mình cái xe xăng thì mình cho là trung bình đi đi 1 lít thì mình mất mình đi được 45 cây số nha. Đó mình cho trung bình vậy. Tại vì hồi trước mình đi chiếc Vision á, thì nó đi được khoảng này. Còn chiếc SH á, thì đi được ít hơn, cỡ 40 cây cây số thôi, trên lít thôi. Còn mấy chiếc xe số hình như là đi hơn một xíu. Đó. Thì thôi mình cứ cho trung bình là 45 cây số trên lít đi cho nó tiện. Thì vị chi là đổ được 66 lít trên 2 tháng nha mày, lưu ý là 2 tháng. Mình lấy 3.000 này mình chia 45 này là được 66 nhé, đập tròn nha mấy bạn, là 66 lít đi. Bây giờ mình cho giá xăng hiện nay là 22.000 một lít đi, thì 66 lít là 1.452.000 trên 2 tháng nha. Vị chi là một tháng mình sẽ mất là 726.000. Rồi mình cũng tương tự vào cái bảng kia. Nó một tháng là mình mất 726 này. Một năm thì mình mất 8 triệu mấy này. Rồi cái nhớt á, thì ở xe xăng á, thì nó có nhiều chi phí hơn. Là nó có dầu, có nhớt này. Nói chung là chi phí bảo dưỡng nhiều hơn xe điện nha. Thì mình cho cứ cho là bình thường là cứ 3 tháng là mình thay nhớt một lần. Thì vị chi một năm á, là mình thay nhớt là mình mất 100.000 đi ha, cho ít ít đó, cho tối thiểu đi. Rồi thì một năm mình mất là 400.000, tại vì mình thay 4 lần mà là mất 400.000. Rồi chi phí khấu hao thì thực tế ra là xe xăng nó nhiều hơn, nhưng mà thôi mình cứ để bằng với chi phí của bên xe điện đi ha. Cũng có xịt lốp này nọ rồi, mà mình nghĩ là cái bảo dưỡng của cái khấu hao của xe xăng nhiều hơn đó, nhưng mà thôi mình cứ để bằng của xe điện. Rồi cái tổng cộng một năm là 9.6 triệu ha, một năm chi phí 9.6 triệu, khoảng 9.6 triệu đi. Thì sau 5 năm thì tốn tiền xăng nhiêu đây, còn nhớ tốn nhiêu đây, chi phí khấu hao nhiêu đây, tổng cộng là khoảng 48 triệu ha. Thì chênh lệch đây là so sánh theo mình, theo xe mình đang đi ha, theo xe mình đang đi với xe xăng đó. Còn mấy bạn khác đi kiểu khác thì nó sẽ chi phí nó khác hơn, chênh lệch thì nó sẽ khác nha mấy bạn. 48 trừ 31 thì
là khoảng 17 triệu đúng không? Đó. Chính là khoảng 17 triệu nếu mà sau 5 năm. Rồi. Còn chênh lệch 1 năm là khoảng 3 triệu ha. Đó. Đây là xe mình đi nha mấy bạn. Mình so sánh xe Pilot S của VinFast với xe xăng khác nha. Đó. Mình ví dụ chiếc Vision đi cho nó tiện nha. Đó. Rồi mình có làm cái bảng bên này là đi theo số km hàng tháng ha. Ví dụ như là các bạn là đi 500 cây số trên tháng, 1.000 cây số trên tháng, 2.000 trên tháng, 3.000, 4.000, 5.000 ha. Rồi mình cũng giống tương tự bên kia thì mình cho là đi xe xăng đi được 45 cây trên lít ha. Rồi giá xăng là 22.000 trên lít đó. Rồi cái số lít này trên tháng là mình lấy cái số km này nè. Mình chia cho mình chia cho 45 ha, nó sẽ ra 11 nhé. Đó, nó sẽ ra 11 nha mấy bạn. Đó. 11 lít. Ý là mình đã sử dụng 11 lít trên tháng đó, tương tự với những số km khác. Rồi chi phí một tháng, chi phí một tháng nè. Ủa, này là nói về xăng thôi nha mấy bạn. Chi phí một tháng xăng mình tốn là 244. Rồi nếu mà đi ngàn cây thì 489 là tương tự. Rồi đi được một năm thì mất gần 3 triệu ha, 2933. Đó. Đi càng nhiều thì tốn càng nhiều. 5 năm cũng vậy ha, các bạn tự nhìn bảng nhé. Mình khỏi phải nói cho nó đỡ mất thời gian. Rồi qua xe điện thì cũng tương tự vậy thôi. Đó, số km đi. Rồi đây, còn xe điện thì lúc nãy như mình nói đó là mình cho là đi 100 cây số trên lần sạc thôi. Đi với tốc độ khoảng 50 đi. Đó, 50 cây trên số giờ. Các bạn đi đường nội thành thì mình nghĩ cỡ 40 là cao rồi đó, 40 đến 50 là cao rồi. Làm sao mà mấy bạn đi phóng nhanh vượt ẩu được. Còn ra ngoại thành thì nó khác ha. Tất nhiên là các bạn đi 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 các bạn phóng càng nhanh thì nó cây số nó càng giảm nha mấy bạn. Thì mình chỉ cho trung bình 100 thôi. Mình nghĩ là tối thiểu rồi đó. Rồi giá điện trên một lần sạc lúc nãy mình có tính là một lần sạc mình mất ba số điện thì giá điện bây giờ là mình cho cao nhất là 3.000 3.000 một một kilowatt đi, 3.000 một cơ số điện đi thì lấy 3 nhân 3 là 9 ha. Mình sẽ mất 9.000 trên một lần sạc nhé. 9.000 trên một lần sạc. Rồi còn đây là số lần sạc trên một tháng nha. Ví dụ như mình bạn đi 500 cây trên một tháng thì bạn chia cho bạn đi cho 100 này thì bạn ra số lần. Ra số lần bạn sạc trên một tháng. Đi 500 thì sạc 5 lần. Nói tương tự mấy cái khác cũng vậy nhé. Rồi chi phí một tháng của xe điện á thì mình lấy số năm mình lấy năm này mình nhân cho 9 này mình nhân cho số lượng giá trên một lần sạc 5 nhân 9 ra 45 nhé. Đó. Tương tự ha, 10 nhân 9 ra 90 nhé. Rồi một năm cũng vậy và 5 năm cũng vậy ha. Đó. Các bạn tự nhìn bảng nhé. Rồi mình có để giá thuê pin này vào cho nó đúng tại vì xe điện nó kèm với thuê pin mà nên mình phải để kèm vào. Rồi cái chi phí chênh lệch rồi mình lấy số xe xăng á, chi phí của một tháng, chi phí một tháng một năm 5 năm nè, tương ứng mình trừ đi ha. Như lấy đây mình lấy cho mấy bạn coi đó, lấy xe xăng trừ đi xe điện và trừ đi giá thuê pin ha, trong một tháng nó ra một tháng chênh lệch. Rồi tương tự một năm và 5 năm cũng vậy nhé. Rồi
tương tự theo từng cây số một nhé, nó sẽ giá tiền khác nhau, cái chi phí chênh lệch khác nhau. Thì nhìn theo cái chi phí chênh lệch này á, thì các bạn á, đi càng ít mà đi ít á, mà đi xe điện á, là lỗ hơn đi xe xăng nha mấy bạn. Tại vì xe điện nó có chi phí thuê pin này nè, nó nên các bạn bị lỗ hơn nha. Nên các bạn nào mà đi ở 500 cây số trở về ít hơn 500 á, thì các bạn suy nghĩ lại trước khi mua xe điện ha. Đó, tại vì đi nó sẽ bị tốn nhiều, tốn hơn xe điện, sẽ tốn hơn xe xăng. Rồi khi các bạn mà đi từ 1.000 cây mà đến 5.000 á, đi càng nhiều á thì lại xe điện nó lại càng càng tiết kiệm nha. Đó, các bạn cứ nhìn bảng cái từ 3.000 đến 5.000 này nè, từ 3.000 đến 5.000 này chắc dành cho mấy anh shipper á. Đó, mấy anh shipper mà đi mua những xe điện á thì rất là tiết kiệm luôn, vừa kiếm được tiền là lại càng lại tiết kiệm cái chi phí chênh lệch hàng tháng hàng năm nữa nha. Đó, ví dụ như 5.000 là nó chi phí đến 98 triệu lần mua được cỡ ba con xe nữa ha. Đó là mình so sánh vui thôi ha. Đó, đây là con số tương đối nha mấy bạn, thì nó cũng trong khoảng này thôi, nhiều hay ít là do cách đi nữa đó. Nhưng mà đây là mình cho tối thiểu của xe điện rồi đó, chứ mà bảy bạn mà đi thì đó, mình đây là số km tối thiểu rồi đó, thực ra là số km là nhiều hơn ha. Nói chung là các bạn nào mà đi xe điện đi đi 1.000 cây trở lên đó thì các bạn nên mua xe điện ha, tiết kiệm rất là nhiều chi phí. Và ngoài ra cái chi phí bảo dưỡng á là nó lại càng ít nữa đó, chi phí bảo dưỡng là ít hơn ha. Rồi mình vừa làm một cái bảng so sánh về chi phí nên mua xe xăng hay là xe điện cho mấy bạn, nó sự chênh lệch giữa các giữa một năm giữa một tháng một năm và 5 năm như thế nào đó, cho mấy bạn so sánh rồi các bạn cân nhắc nên mua xe xăng hay xe điện ha. Các bạn có gì thắc mắc thì cứ comment ở phía bên dưới video clip này, hoặc là góp ý thì cứ comment phía dưới nhé. Mình tại vì mình làm cái bảng này trên cái khách quan của mình thôi, chắc cũng còn thiếu sót nên các bạn thấy thiếu gì thì các bạn cứ comment cho mình. Các bạn lưu ý là mình đang là so sánh giữa xe xăng và xe điện với giá thuê pin thôi nha, chứ mình không có đang nói độ pin gì hết ở đây nha. Nói chung là thuần xe điện đi thuê pin với xe xăng, chứ không có, mình không so sánh, mình chưa xe xa so sánh những xe điện mà nó đổ pin nha. Mình sẽ làm một cái clip so sánh xe điện thuê pin và đổ pin sau, nó không thuê pin và có thuê pin là như thế nào nha mấy bạn. Mình sẽ làm cái clip đó sau. Rồi các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và một subscribe nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và một subscribe nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.